Sau hơn một năm thương thảo và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan, ấn vàng Hoàng đế Chi Bảo có giá 6,1 triệu euro vừa được chuyển giao cho ông Nguyễn Thế Hồng, người sở hữu Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng ở thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Hiện vật được đặt tên con dấu vàng quý hiếm kim bảo tỷ của Hoàng đế Minh Mạng giai đoạn 1791-1841, cao 10,4 cm, nặng 10,78 kg, mặt hình vuông, kích thước 13,8 x 13,7 cm. Mặt trên của ấn khắc hai dòng chữ Minh Mạng Tứ Niên Nhị Nguyệt Sơ Tứ Nhật Cát thời Chú Tạo, được làm vào năm thứ tư đời vua Minh Mạng, tức ngày 4 tháng 2 năm 1823, và thập thành hoàng kim trọng nhị bát, bát thập lạng cửu tiền nhị phân, được làm bằng vàng, nặng 280 lạng, chính chỉ 2 phân, khoảng 10,7 kg. Theo cuốn Khâm Định Đại Nam Hội Điển Sự Lệ, ấn được dùng cho các hoạt động công quyền chính sự của triều Nguyễn như lễ khánh tiết, ban ân xá tội, đi tuần thú các địa phương, soát thư ban cho nước ngoài. Bên cạnh giá trị lịch sử văn hóa nghệ thuật, ấn vàng Hoàng đế Chi Bảo là di sản văn hóa có ý nghĩa hết sức quan trọng với dân tộc, là biểu trưng của quyền lực chính trị trong một giai đoạn lịch sử nhất định của tiến trình lịch sử Việt Nam, đánh dấu mốc quan trọng cho sự chuyển giao từ chế độ quân chủ hơn ngàn năm sang nền dân chủ của nhân dân Việt Nam, nhà nước Việt Nam mới, dân chủ Cộng hòa, tiền thân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trước đó, ngày 16 tháng 11, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã diễn ra lễ chuyển giao ấn vàng Hoàng đế Chi Bảo cho Việt Nam khi có sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, đại diện Cục Di sản Văn hóa, đại diện Bộ Công an Việt Nam, đại diện Bộ Ngoại giao Pháp và đại diện UNESCO. Theo báo cáo nhanh của Công an quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, lúc 13 giờ 40 phút ngày 22 tháng 11, có hai đối tượng cướp ngân hàng tại chi nhánh trên đường Ngũ Hành Sơn, làm một người chết. Theo đó, hai đối tượng là Trần Văn Trí, sinh năm 2001, trú thôn Đại La, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, điều khiển xe máy AB màu đen đỏ, không biển số, chở theo Nguyễn Thanh Cường, sinh năm 1988, trú thôn An Phú, xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, mang theo súng và dao nhọn đến ngân hàng để cướp tiền. Trí dùng súng nổ chỉ thiên hai phát, còn Cường thì nhảy vào trong quầy kề dao vào nhân viên để uy hiếp lấy tiền. Tuy nhiên, nhân viên vứt chìa khóa ra ngoài, không đưa tiền và hô hoán, nên hai đối tượng ra xe bỏ chạy được khoảng vài chục mét thì bị người dân đi đường ép xe, hai đối tượng ngã xuống. Ông TMT, 50 tuổi, trú thôn 13, Chính Giáng, Thanh Khê, là nhân viên bảo vệ ngân hàng đuổi theo thì bị Cường dùng dao đâm một nhát vào phía sau lưng. Lực lượng chức năng nhanh chóng bắt giữ Trí, đồng thời mở rộng phối hợp cùng các đơn vị bắt giữ đối tượng Cường tại nhà hoang Bệnh viện Phục hồi Chức năng cũ. Ngày 22 tháng 11, Công an quận 8 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh lấy lời khai Nguyễn Văn Nhu, sinh năm 1995, ngụ tỉnh Hà Nam, để điều tra về hành vi giết người. Nhu là người sát hại bà MD, sinh năm 1991, và khóa cửa văn phòng rồi đổ xăng phóng hỏa, làm cháu HB, sinh năm 2020, và cháu TK, sinh năm 2021, tử vong vào chiều 21 tháng 11. Sau khi sát hại người phụ nữ cùng hai cháu bé và phóng hỏa căn nhà, nghi phạm Nguyễn Văn Nhu tìm chìa khóa xe nhưng không được nên bỏ chạy bộ. Nhu đi ra khỏi con hẻm thì cởi áo Jeff và vứt dao dọc đường. Tiếp đó, Nhu bắt xe Jeff và chạy theo hướng từ quận 8 sang quận 5 được khoảng 7 km thì bị lực lượng ban chỉ huy quân sự phường 15 quận 8 truy đuổi, bắt giữ tại khu vực gầm cầu Nguyễn Tri Phương, quận 5. Tại cơ quan công an, Nhu thừa nhận sát hại bà D và hai cháu bé. Chiều 22 tháng 11, C04 cho biết đầu năm 2023, C04 phát hiện một nhóm đối tượng nghi vấn pha chế đóng gói ma túy tổng hợp nước vui quy mô lớn, xác định tính chất phức tạp của đường dây, tiềm ẩn hậu quả khôn lường đối với thế hệ trẻ. Tháng 3 năm 2023, C04 xác lập chuyên án để theo dõi. Sau gần 3 tháng xác minh, C04 xác định cầm đầu đường dây là Nguyễn Thị Hoài. Sau thời gian làm DJ ở nước ngoài, Hoài về nước tuyển mộ thêm người, bắt tay vào việc sản xuất hàng cấm. Thủ đoạn của các đối tượng là mua bán ma túy qua mạng xã hội, chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng, thuê các công ty vận chuyển đưa ma túy, các loại phụ gia, bao bì đóng gói về Việt Nam tập kết tại kho ở thành phố Hồ Chí Minh. Các đối tượng được Hoài giao nhiệm vụ pha trộn, đóng gói ma túy, giám sát, phụ trách. Kết quả, ban chuyên án tạm giữ 17 đối tượng, thu 217 kg ma túy tổng hợp các loại, 208 kg vỏ bao bì, cùng nhiều dụng cụ, phương tiện dùng vào việc pha trộn, đóng gói, vận chuyển ma túy. Ước tính số bao bì mà các đối tượng có thể làm được khoảng 1 tấn ma túy nước vui. Đến nay, C04 đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can. Bước đầu, cơ quan điều tra làm rõ, trong nửa năm, các đối tượng đã pha chế, đóng gói và xuất ra thị trường khoảng 750 kg ma túy nước vui. Ngày 22 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Thị Diễm Chi, sinh năm 1992, ngụ quận Bình Tân, Hồ Thị Mỹ Lợi, sinh năm 1986, ngụ quận Tân Phú, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, từ giữa tháng 5 năm 2023 đến ngày 27 tháng 9 năm 2023, bà M ngụ thành phố Thủ Đức đã mua 57 đơn hàng từ công ty của Châu với số tiền gần 1,3 tỷ đồng. Châu không đưa hóa đơn và yêu cầu giữ nguyên hiện trạng gói hàng để sau này công ty thu hồi. Khi đủ số lượng hóa đơn thì công ty sẽ tổng hợp để nhận thưởng. Bà M sau đó hối thúc công ty trả thưởng, thu hồi hàng, hoàn tiền. Nhưng các đối tượng viện lý do và yêu cầu bà tiếp tục mua hàng. Qua điều tra, công an xác định Chi, Lợi và một số người khác thực hiện việc lừa đảo bà M chiếm đoạt gần 1,3 tỷ đồng. Sau nhiều ngày xét xử, ngày 22 tháng 11, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An tuyên án các bị cáo trong đường dây buôn lậu đường cát lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Long An do La Văn Trận, 47 tuổi, ngụ xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng, cầm đầu. Theo đó, bị cáo La Văn Trận với vai trò chủ mưu, cầm đầu, bị tuyên mức án 8 năm tù về tội buôn lậu. Với vai trò giúp sức tích cực, các bị cáo khác lãnh mức án từ 1 đến 7 năm tù cùng về tội buôn lậu. Quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Long An xác định từ ngày 2 tháng 4 năm 2022 đến ngày 29 tháng 6 năm 2022, La Văn Trận nhiều lần liên hệ mua đường cát từ Campuchia, sau đó cùng 24 đối tượng khác vận chuyển đưa vào nội địa Việt Nam tiêu thụ, thu lợi bất chính với tổng số đường lậu thu giữ trong vụ án trên 206 tấn.